Tôi là Thời Trang đến từ báo Người Lao Động ấy. Thời gian vừa qua thì cũng có thấy những cái sự việc xung quanh của Hồ Văn Cường và Phi Nhung, rồi sau đó cũng xuất hiện một cái clip mà Cường lên nói xin lỗi và cũng kết thúc mọi chuyện, nhưng mà thật ra nó lại khơi ra rất là nhiều chuyện mà cư dân mạng, cộng đồng mạng và khán giả người ta vẫn đang tiếp tục bàn tán về câu chuyện xung quanh của gia đình mình. Thì hôm nay tới đây tôi cũng muốn hỏi những cái tôi muốn biết những cái sự thật mà mọi người đang đồn thổi về gia đình. Trong đó có câu là mới đây thôi, cách đây không lâu thì có những cái thông tin mà mọi người có xuống tận dưới quê của Cường thì có thấy nhà thì rất là sập sệ, rồi em gái của anh đây là ba của Cường á, thì em gái của anh có chia sẻ là anh muốn xây nhà nhưng mà không có tiền để xây, rồi công việc ở đây á, nó kiểu như là mình làm rất là cực á, bị chèn ép rồi bị bóc lột lao động chẳng hạn, thì khiến cho cuộc sống của anh nó rất là cực so với việc mà đi làm phụ hồ dưới quê luôn á, là còn cực hơn làm phụ hồ dưới quê. Thì những cái thông tin đó anh có thể chia sẻ lại một lần nữa, thật tâm của anh thể chia sẻ lại đâu là sự thật trong cái câu chuyện này. Nói chung á, thời gian trước này á, thì lên trên đây làm cũng không có gì mà để áp lực cho mình, làm trong nhà đó là coi trong nhà cũng là quản lý trong nhà, trong nhân gia là bây giờ không có nghĩ gì những cái chuyện mà áp lực. Còn cái chuyện nhà sao làm nhà cửa ở dưới quê thì báo qua xuống dưới, cũng có quay những cái cảnh clip là gia đình ở dưới hỏi với mấy chị dưới là sao mà nhà cửa ở trên đây không gì dưới cất mà để nhà sập sệ. Nhưng cái nhà dưới là lúc trước quản lý có nói là để dư tiền cho gì dưới cất nhà lại, mà nhưng gia đình không đồng ý để gì dưới cất nhà để sống ở thành phố. Thời gian rồi bắt đầu ở trên đây để làm rồi có tiền, dư tiền ra rồi nên mới về dưới quê mình mới cất nhà lại, để sau này về dưới thăm bà con của bác kia mình tá túc ở một hai đêm về trên đây coi với đâu quản lý thôi, tại vì mình muốn sống ở trên đất thành phố chứ không có gì dưới quê. Anh làm ở đây anh có được trả lương không? Ở đây á là làm buôn bán thì quản lý cả là lương tháng này cũng được luôn. Ôi anh có lương tháng đàng hoàng mà sao mọi người nói là anh không có tiền để mua nổi xe máy để đi á? Còn vụ xe máy nói chung á là xe máy á thì cũng làm ở trong quán mình cũng ít có thời gian đi đây đi đó á. Thấy vậy coi để mua chiếc xe để làm gì đâu, để mình ở trong quán mình làm trong quán mình không cần để mua chiếc xe đó. Anh mua xe máy để anh về quê. Còn nếu mà về quê á thì nói chung về dưới thì cũng ít có đi đâu đó, ở nhà mà thì mình muốn phương tiện mình về á thì đi xe buýt đi có 30 mấy ngàn thôi, lên xe buýt đi về cho nó tiện hơn. Còn em cho em hỏi chị mẹ của Cường á, thì có phải chị đang ở đợi nhà Phi Nhung không? Chị thì ở nhà thì chị Nhung á thì chỉ đi, nhiều lúc chị đi hát và nhiều lúc chị cũng đi từ thiện, chị đi làm. Rồi mình ở nhà cũng như coi như chị em vậy đó, mình ở nhà thì chỉ đi từ thiện thì mình cũng đi từ thiện, rồi mình coi mấy đứa cháu như con của chị Nhung. Chị có được trả lương không? Thì chị lương thì chị không có lấy lương, chị cho mà tiền thì xài cái hởn muốn cần thì là chị đưa ở đó là em. Nhưng mà mọi người đang nói là con gái của chị cũng đang rất là khổ, lấy chồng rồi nhưng mà đang rất là khổ, bây giờ chị có tiền để cho con gái chị không? Chị thì nhiều đi lên đây thì trong khi chị đi lên đây thì lúc mà đi lên chơi thì Diễm cũng cho tiền, Diễm Dung cũng cho tiền, chị cũng vẫn có cho luôn. À, cho con gái chị hả? Mà bây giờ thấy con gái chị cũng vui, mọi người nói là rất là khổ, mà trong khi chị gái của ca sĩ nổi tiếng á, mà sống khổ vậy á, thì chị có thấy buồn không? Buồn chứ, tại vì con mình không có đến nỗi mà đi nói như vậy rồi mình cảm thấy mình buồn. Chị, anh chị với Cường này có ngoài cái chuyện mà cho tiền lên chơi rồi cho tiền đi về á, thì có giúp gì cuộc sống con gái chị không? Thì cũng chị cho tiền thì chị về chị kêu là con cho gì là tụi con về nuôi con này con kia cho thêm vô để cho sống là có tiền xài, chứ còn để đi làm thì cũng đi làm kiếm thêm. Còn không. Chị là ý chị là chị cho bằng nào thôi,
thì thật ra thì cháu con hiện tại cũng được gia đình con mang lên đây để nói chung là thật ra thì cũng để cho chị con nhẹ nhẹ đi một phần nào để nhẹ gánh không? Dạ. Cho nên là gia đình con có đem cháu con lên đây để mà chăm sóc giúp cho đi học hay là chăm sóc cho nó kỹ hơn. Dạ. Thì mình... may là rất là được mẹ Nhung cưng cũng như là chăm, nói chung là coi như một thành viên trong gia đình. Tôi là Quỳnh Trang đến từ báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Thì cũng những cái dư luận thời gian qua thì tôi cũng có một số cái câu hỏi. Thứ nhất là tôi muốn hỏi là đến giờ phút này á, cái việc cho Cường làm con nuôi của Phi Nhung á, anh chị có thấy đúng hay sai hay là có hối hận gì không? Thì mẹ thương con, mẹ thương con, mẹ chị thì thấy chị mình tốt quá rồi, đâu có nói mà chị mình sai. Tốt mình lo cho con mà, tại vì lo cho con mà là lo cho mẹ, lo cho cha, rồi lo cho cháu luôn. Chị thì khi chị bước lên, chị nói là kêu á là dẫn cháu ngoại lên, kêu hai đứa con luôn. Thì thời gian đó là cũng ở lên cũng 3-4 tháng. Thì tự nhiên hai đứa nó đi về, nó không muốn ở thành phố, đi về. Dạ, học có thích hợp. Bây giờ thì chờ chị mới nói thôi giờ để cháu ở đây thì chị nói sẵn là đi cho con bé nó đi học nữa. Bây giờ vô dịch này rồi đâu chứ. Tôi cũng muốn hỏi thêm là anh chị và Cường ấy, có biết cái số tiền hiện nay là bao nhiêu hay không? Và xử lý nó như thế nào? Chị biết số tiền. À, không lẽ giờ chị chia sẻ là chị nói là có bao nhiêu. Chị không có muốn, không lẽ giờ mình có cái là tôi có nhiêu đó, tôi có nhiêu đó để thôi đừng có sơn hối. Vậy tại sao anh chị không giữ cái số tiền đó mà lại gửi cho bên nhà Phi Nhung? Cho ca sĩ Phi Nhung hay là quản lý của Phi Nhung? Tại vì mình ở trong nhà chị Nhung chỉ lo hết ráo rồi, còn cái gì mà đi lại đây mình lấy số tiền đó để ra làm gì, thì mình gửi nó lại gì cho quản lý đó. Vậy sau những cái lùm xùm vừa qua thì kế hoạch của gia đình là như thế nào ạ? Các anh chị và Cường có dự định ra riêng hay không? Chị thì không ổn định về quê. Chị tại vì nhà chị là chị ổn định ở thành phố rồi, tại vì con đi học rồi mẹ Nhung là đều lo hết, thì mà lo ba tả thân vợ chồng với con cháu nữa thì mình không có gì đâu mà để mà ổn định đi về quê. Thì với Cường thì sao? Cường thấy sao? Con thấy cái quyết định đó là hợp lý không? Dạ, con nghĩ cái quyết định của ba mẹ con cũng là đúng, tại vì hiện tại thì con đang tập trung cho cái kỳ thi đại học, cho nên cũng không có, nói chung là cũng chưa có tâm lý vững để mà ra ở riêng. Với lại cái việc đó thì gia đình con sẽ bàn bạc lại với nhau, cũng như là xin ý kiến mẹ Nhung. Vậy thì từ trước đến giờ tôi cũng muốn hỏi thêm Cường là từ trước đến giờ thì sống với mẹ Nhung hay là với ba mẹ thì có ai phải áp đặt cái suy nghĩ lên cho Cường, hay những cái suy nghĩ của Cường là nó tự của Cường suy nghĩ rồi bàn bạc với gia đình để đưa đến quyết định cuối cùng? Yeah. Trong mọi việc thật ra thì hồi xưa giờ thì ba mẹ em thì cũng không có, nói chung là cũng không có tâm lý như những cái ba mẹ của các bạn khác. Thì lâu lâu thì cũng ba mẹ thì cũng khuyên em cái này cái kia thôi. Đa phần thì mẹ Nhung là cái người mà đưa ra những cái lời khuyên cho em. Thì mẹ cũng dựa trên cái tinh thần là tôn trọng cái ý kiến em trước. Còn nếu mà cái quyết định của em nó không đúng thì mẹ sẽ góp ý để em thay đổi. Nào đó về cái cách nuôi dạy của Phi Nhung đối xử với Cường và trong nhà như thế nào? Chị coi rất là tốt. Nói chung á, thời gian mà mẹ Nhung nhận Cường thì mẹ Nhung từ đó tới giờ bây giờ là mẹ Nhung rất là tiếp xúc con cái trong gia đình, cũng như là con ruột của mẹ Nhung luôn. Cái nào mình có, nói chung đây có thì nói chứ mình nói chuyện nó rất là cái gì.
là mẹ Nhung rất là thương. Đây trong gia đình hai vợ chồng này với đứa con với đứa cháu ngoại, thậm chế đứa cháu ngoại nữa đó, mẹ Nhung còn thương hơn mà con một. Tôi cũng muốn hỏi Cường á, là sao cái sự việc này nó có làm ảnh hưởng tới em, bản thân em và gia đình nhiều hơn không? Thật ra thì bản thân em và gia đình em hiện tại thì vẫn bình thường. Tuy nhiên thì mọi người thì cứ suy diễn những cái sự việc nó ngày càng trở nên đi theo hướng tiêu cực. Cho nên em mong rằng cái sự việc này có thể dừng lại tại đây. Để mà thật ra bản thân em thì hiện tại em đang phải tập trung mà vào cái việc ôn thi đại học của em. Cho nên em mong là mọi chuyện nó có thể dừng lại tại đây. Và em cảm ơn mọi người đã quan tâm và yêu thương gia đình của em, và mong mọi người vẫn sẻ như thế.